Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Dương lịch 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2023, tức là cao đao tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Pasteur, quận 1. Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2023, Sở Giao thông Vận tải thông báo như sau. Từ 17 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến 1 giờ 30 ngày 1 tháng 1 năm 2023, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo. Đối với hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, lộ trình tham khảo đường Lê Thánh Tôn, đường Đồng Khởi, đường Tôn Đức Thắng. Lộ trình tham khảo 2, đường Lê Thánh Tôn, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hàm Nghi, đường Tôn Đức Thắng đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn. Lộ trình tham khảo 1 là đường Tôn Đức Thắng, đường Hàm Nghi, đường Pasteur, đường Lê Thánh Tôn. Lộ trình tham khảo 2, đường Tôn Đức Thắng, công trường Mê Linh, đường Hai Bà Trưng, đường Lê Thánh Tôn. Từ 0 giờ ngày 27 tháng 12 đến 17 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur, quận 1. Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo đối với hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Alexander de Rose, hoặc đường Hàng Thuyền, đường Pasteur. Đối với hướng từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đường Pasteur, đường Hàng Thuyền hoặc đường Alexander de Rose, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.